bạn Quang Hải và bạn Thành Long trong vai cảnh sát. Xin mời chúng ta cùng đón xem. Không lấy đạo cụ nữa nó. Mũ đâu? Gì thử lão. Thằng xính đâu, thằng xính đâu đưa bố lên phố về ăn cưới. Nó đi bẻ ngô đã về đâu không? Sắp đến giờ ăn cưới rồi mà còn chưa về. Cái mai đâu, lấy chìa khóa xe về đây để bố tự đi. Bố chưa có giấy phép lái xe, bố không ra ngoài được đâu ạ. Xe bò to tướng thì bố còn lái được, chỉ cái xe máy này thì sợ gì. Thế ông không đội mũ bảo hiểm à? Nhỉ, mai lấy cho bố cái mũ. Bố ơi, nhưng mà mũ bị hỏng qua rồi bố ạ. Kệ nó, cứ đưa đây, đội được là được. Không được đâu bố ơi, bố đã không có giấy phép lái xe. Bố qua như vậy là bố đã vi phạm luật an toàn giao thông đấy. Ôi giời, luật mới pháp cái gì, mẹ mày lên xe đi. Nổi nhạc. Ôi hay sao có mỗi cái đèn đỏ mà nhiều người dừng lại đứng xem thôi nhỉ? Tôi nghe nói đèn đỏ là phải dừng lại đấy không ạ? À? Có cái gì mà phải dừng lại để tôi đi cho xem này. Tôi đi ăn cưới chỉ lấy giấy tờ đem gì mà sao lại bắt tôi dừng lại? Đã vi phạm ba lối luật an toàn giao thông. Thứ nhất là vượt đèn đỏ, thứ hai là đội mũ bảo hiểm không cài quay, thứ ba là không có giấy phép lái xe. Thế chúng tôi sai, chúng tôi nộp phạt là được chứ gì? Anh chị đã vi phạm ba lối luật an toàn giao thông, chúng tôi sẽ giữ lại phương tiện, mời anh chị lên cơ quan để giải quyết. Ô, thế thu xe thật à? Thu rồi lấy gì mà đi? Tưởng chỉ nộp tiền đấy chứ. Này, đừng có cậy công an mà đi bắt nhà dân nhé, tôi đi kiện đấy. Bác cứ bình tĩnh, chúng tôi chỉ làm đúng pháp luật thôi ạ. Thế nào mới là đúng pháp luật? Cán bộ nói tôi nghe xem nào. Dạ thưa hai bác, khi điều khiển xe phân khối lớn, chúng ta cần có đủ giấy phép lái xe và chở một số người quy định. Đội mũ bảo hiểm phải cài quay, đến nơi đó thì phải dừng lại, nào uống rượu bia thì cũng tham gia giao thông, còn nhiều quy định khác cần phải thực hiện nữa ạ. Nhiều quá ông ạ, có lẽ tôi với ông phải đi học với luật giao thông mới được. Ừ, không đi học có mà lái xe bò ra phố ạ. Chúng tôi biết lỗi rồi, từ mai tôi sẽ về tuyên truyền cho bà con để cùng nhau học biết luật an toàn giao thông mới được. Và thì hai bác đã hiểu ra vấn đề rồi ạ. Chúng ta hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông, bởi an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người và mọi nhà.